mà ông không còn sống, ông đừng cứ quở tôi nha. A Di Đà Phật. Cô là ai? Tôi tên Tú. Tôi là người đã cứu anh đó. Mấy bữa trước tôi thấy anh nằm xẻ lan rồi mé xong á, nên tôi đưa anh về đây chăm sóc. Tôi cũng kêu thầy Lan chăm sóc vết thương cho anh á. Vậy ra cô là người cứu tôi thiệt hả? Anh này anh hỏi ngộ thiệt. Thì tôi cứu anh chứ ai nữa. Tôi mà không cứu anh hả, chắc giờ này anh chầu Diêm Vương rồi đó. Chết rồi, anh bị sốt nữa rồi. Chắc là vết thương của anh bị viêm rồi. Mình hả? Tôi lãnh cho anh. Để em truyền hơi ấm cho mình nha. Tôi lạnh. Ôm đi mình. Tôi lạnh lắm. Ôm tôi đi. Tôi truyền hơi ấm cho anh nha. Chừng nào mới tới nhà cô Tú à cậu? Dạ sắp tới rồi đó bà. Qua khỏi khúc sông này là tới đó. Ừ. Mà bà với cô đây quen biết làm sao với cô Tú vậy? À tụi tôi... À hay là tới đây để quánh ghen? Hả? Cậu nói gì? Quánh ghen là làm sao? Trời đất ơi, hổng gà á, dân ở đây người ta đồn rần rần. Người ta nói là cô Tú dắt trai về nhà. Tự nhiên ở đâu thêm thêm một người đàn ông về chăm sóc. Mới hôm trước á, vừa qua nhà tôi mượn bộ đồ của tôi cho người đàn ông đó bận nè. Thiệt tình, đi đâu lại trôi dạt tới cái xứ này không biết. Con đã chết rồi. Con hiểu vợ con mấy lần mình tự tử chết theo con. May mắn là con gặp con ở đây. Em với má lo cho mình đó. Từ bữa nhận được thơ con gửi về, cả nhà cứ tưởng đâu nằm trên bao. Giờ con bình an toàn mạng trở về. Đúng là ông bà ta ăn ở có đức, nên con mới được tai qua nạn khỏi. Má ơi, cô Tú đây là người đã cứu sống con. Cổ mang con về đây chăm sóc và lo thuốc men mấy ngày nay đó má. Cô Tú, gia đình tôi mang ơn cô lớn lắm. Tôi Dạ. Má đừng có làm vậy. Ai trong hoàn cảnh của con thì cũng sẽ làm vậy thôi à. Con à, hồi nãy trên đường đi tới đây, má nghe thiên hạ người ta bàn tán chuyện của con dữ lắm. Người ta nói con với cô Tú. Nếu đúng như vậy thì con... Má, giữa con với lại cô Tú không có chuyện gì hết. Con nghe má nói này, nếu không nhờ cô Tú cứu con thì giờ này con đã bỏ mạng nơi chốn hoang vu hẻo lánh rồi. Ơn cứu mạng đó
không có tiền bạc nào mà đền đáp nổi hết. Má rất ái ngại khi nghe Thiên Hạ đàm tiếu thị phi về cái chuyện đó. Con à, nghe má đi, nếu hai đứa đã lỡ ăn nằm với nhau rồi thì con nên cưới cổ làm vợ hai đi. Má, chồng của con đã hứa là cả cuộc đời này chỉ một vợ một chồng. Con biết là ơn cứu mạng của cô Tú rất lớn, tụi con sẽ bù đắp bằng bất cứ mọi thứ mà cô muốn. Con nói như vậy rồi còn danh tiếng, thanh danh của cổ thì sao? Chúng ta có thể đưa cổ đến một nơi khác, tạo dựng công ăn chuyện làm cho cổ cũng được mà má. Má, giữa con với lại cô Tú không có chuyện gì hết. Dạ, xin phép bác cho con được nói. Dạ đúng là từ hôm con đơn mạnh về đây chăm sóc thì sớm diện họ đạp tiêu, họ dị nghị đủ đường. Nhưng mà như anh Mạnh nói, tụi con chưa có chuyện gì hết, cho nên á đừng có bận tâm. Tú, con vì cứu con trai của tôi mà danh tiếng bị oan uế như vậy, gia đình chúng tôi thật áy náy không yên. Con cảm ơn bác đã nghĩ cho con. Nhưng mà con không có phần phước được như lời bác nói rồi. Dạ thôi, xin mọi người cứ an tâm mà về nhà đi, con không có sao đâu. Dạ khoan khoan, đợi con với. Dạ, mấy thang thuốc này bác đem về xác cho anh uống nha. Anh chịu mấy thuốc này lắm. Con chu đáo quá, bác cảm ơn con. À, Tú à, thay mặt gia đình bác cảm ơn con nhiều lắm. Chờ ít bữa nữa thằng Mạnh nó thì khỏe, nhất định gia đình bác sẽ trở lại lần nữa để thăm con và hậu tạ con nghe. Dạ không có gì mà bác. Nè con, tôi muốn cảm ơn cô Tú lần nữa. Mình dìu má xuống ghe trước đi. Dạ, mình đi má. Bác đi nha con. Dạ. Ơn cứu mạng của cô tôi không bao giờ quên. Nhất định tôi sẽ báo đáp cho cô xứng đáng. Tôi cứu anh đâu phải để được báo đáp. Anh đừng có bận lòng vì tôi. Chắc là kiếp trước tôi với anh có duyên nợ gì đó, cho nên là kiếp này mới gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Vì anh mà tôi mới thôi anh về đi. Mà lần này chắc là anh về rồi đừng có quay lại nữa, tại tôi sắp đi xa rồi. Chắc là anh sẽ không gặp lại tôi nữa đâu. Cô Tú à? Dạ thôi anh xuống nghe đi, mọi người đợi kìa. Chào cô. Vĩnh biệt anh.